vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây. Nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi. Làm sao mà mất được? Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua chua chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá à? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em, cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn anh mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Thôi mà trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chơi vừa lắm. Đã không có hơi bày đặt rống là chị cho giống như con chó cúm vậy hả? Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi. Ông qua đây ông kiếm tôi làm gì? Mệt ông quá hả? Cái gì vậy Tám? Điên gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè Tám ơi. Cái gì? Ra đây, em có vô đó hoài vậy? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghỉ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghỉ cái gì nữa? Tám. Vậy em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Thì dẹp đi, vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha, sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thứ Nga mới làm chương trình nhạc vàng muôn thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? À, sao
nó nói tôi mất nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi, hết trứng rồi còn chữa gì trứng. Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Chị vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng có nói tầm bậy nữa nha. Bậy cái gì anh nói thiệt hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì là gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp dịch lộn. Làm cái gì em ơi, em nghe nói nè. Nói cái gì? À, cái gì? Nghe nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè. Nhắc vô hộp dịch lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em bán hộp dịch lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt đã xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Cái... em nói anh mặt xệ chứ gì? Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đó mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông đâu chỉ rồi. Duyên, để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? À. Không? Rồi á, là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, cha thôi, không thôi, bao thôi, giờ lăng nhăng gái gu. Trời ơi, dữ quá, thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em nghĩ. Gì? Ôi, cái gì? Nói đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mới gì ông mà ông nói, thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đuổi anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em ha, rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc, tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ nghe. Nó vừa mới lớn đó nghe. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàn đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh, chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa, em ho hả? Bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Thiệt tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi thôi thôi, đi về tôi lại. Anh đi về giùm tôi đi. Nha. Anh đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà. Ta say. Lộn tông rồi. Ta say. Gì? Trời đất cùng say. Ông ơi, ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên. Trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trên đường hoa tình á. Em biết là mệt gì đâu. Cha Bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tin cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy? Vô nhà. Thôi, không có dám vô nhà người ta dị nghị. Dạ, sao đứng đó nói mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Dạ hả? Tôi...
gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà sao anh lắp bắp vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Thôi tôi về. Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Nè. Cầm ấy. Chị vậy làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Nè. Làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi đừng nói tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi. Nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ lắm phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì vậy? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc câu dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa, mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài, không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi, nhưng mà muốn nói gì thì nói đi. Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn. Anh ơi. Chết rồi. Mẹ rồi, cháu qua tới rồi. Tới. Ông bảy ông tới ông ơi. Thả mà. Cái gì vậy? Tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ông mới qua ông tặng bông rồi ông đi về. Cái gì? Có tặng bằng người tám hả? Tám nhận hả? Thì ông nó mà biết được là tôi nói tôi phải thiệt thằng này mới được. Ông nè gì? Tôi suy nghĩ rồi, nếu mà tám cứ từ chối tôi hoài mà thằng cá tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương ông làm gì vậy ông bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi ông bảy đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẻ hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Chứ mẹ có cái kẻ đập đại cho đâu.
Ông Bảy ơi, trời ơi. Tới anh, tới đây với anh đi, tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả mày? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Mày ngon hả? Ngon mày đụng tới bả đi. Muốn chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Thấy không? Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Thôi đâu rồi? Cái gì nó? Thôi đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Rõ là tôi thấy mà. Cái gì thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây theo. Thảo không? Đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Thôi đây nè. Rồi cái... cái phím đờn. Mắc nó uổng tiền lắm. Trời đất ơi. Hú hồn hú vía. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó... nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi, vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. À thôi, tôi nói luôn. Ừ. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. À, Nghĩa, con mới về con. À, chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Năm gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ổng lo cho tôi. Ổng cho tiền tôi xài. Ổng lo lắng tương lai cho tôi. Con à, có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi, tôi lớn rồi, tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à, má con nói đúng chú, đó. Chú, nhà của tôi, chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con má ngồi đó đi, già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả? Con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à. Con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à. Nghĩa. Má con nói thiệt má. Bây giờ con đủ lớn rồi. Con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à. Mày im đi. Chú im đi. Nghĩa. Tôi đây là chú im đi. Con nói chuyện. Chú lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi. Tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi. Mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à. Hả? Vậy chứ cái đôi gánh này nè. Bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hột vịt lộn thôi. Nghĩa ơi. Con ơi, con nói chuyện với người lớn không phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chỉ được bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu năm trong cái nhà rồi tôi được cái gì? Mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này
là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông này ở trong khác. Nghĩa mất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Mạnh lên đi, mạnh lên đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông mất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh mày mất dạy hả? Nghe. Mày mất dạy hả? Mày. Tám. Khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước giọt mưa cuối cùng. Tám ơi anh yêu. Rồi. Dạ. Kevin ơi, mami nói nghe, bây giờ Kevin ngoan nha. Kevin ở nhà chút xíu thôi, mami chạy qua đường. Mami trở về liền được không? Má đi mua vậy má. Ừ, đi nè, thì mấy ngày nữa là Tết rồi. Mami đi mua vài hộp bánh mứt ha, để trưng trong nhà để cho ra không khí Tết. Kevin, chắc chắn là nhà mình Tết đó, nhiều khách tới chơi lắm đó. Mấy ngày đó đâu phải khách đâu. Trời. Toàn mấy ông tới dê má không mà. Ôi, trời ơi, Kevin nói kỳ quá à. Nè, chứ bộ Kevin không thích khách tới nhà mình chơi sao? Dạ muốn chứ má. Vì con biết mấy ông bạn của má sẽ lì xì cho con nhiều tiền lắm. Ham tiền nữa là mua Game Boy phải không? Không có được chơi nhiều nghe không? Nè, bây giờ má mi đi. Mấy mi hứa, về liền, ok dạ. Nghe không? Ngoan nghe không? Ở dạ. Nhà không có được quậy tùm lum à. Ý khoan, nếu ai tới nghe nói má mi quay trở về liền. Dạ. Ngoan, ok. Ok. Đi rồi, nhảy tiếp. Này chắc con Nguyễn Hưng à,
Chào chú Tinh. Hi Kevin. Trời ơi, mê nhảy quên đóng cửa. Dạ. Có má ở nhà không vậy con? Dạ, má cho mới đi khỏi, mới đi thức thì. Nhưng má cho nói má cho về liền. Mời chú vô nhà chơi. Chú vô rồi. Thì mời chú ngồi. Trời ơi, lanh ghê. Thôi được rồi, để chú đứng đây chào má con không được. Ở nhà có bình là cắm bông vậy con? Dạ có. Cắm bình chú, cắm giùm chú có bông này con. Bông này chú mua cho má cho đó hả? Ừ, đẹp không? Nhìn quen quen. Ừ. Giống bông. Bông gì? Bông cúng cô hồn. Trời đất ơi, nó đấy còn ai nữa. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, Kê Bên, cái gì vậy con? Trời đất ơi, sao tự nhiên làm gì vậy? Rùi. Rùi cái gì? Trời ơi, đập rùi mà lấy bông đập. Còn gì là bông? Biết mà thích đập rùi người ta lấy bông, mua bông đi lông chắc ăn hơn. Trời chết rồi. Chú mua bánh này cho cháu hả? Cái gì đó chú? Trời đất ơi, mày phá quá à. Tao mua cho má mày chứ ngu sao mua cho mày. Vậy là chú chơi hỏng đẹp. Trời đất ơi, mày làm gì tao phải chơi đẹp cho mày. Chú ơi, cháu ở nhà mình buồn quá. Chú lại đây chơi cháu cho vui. Chơi đua xe nha chú. Mày biết bộ đồ Versace tao mua bao nhiêu không? Gần 800 đô nửa tháng tiền lương của tao. Ngồi tao còn không dám ngồi sợ nhăn. Ở đó mà chơi đua xe với mày. Vậy đó mày. Bộ chú không thích con nít hả? Không, tao thích người lớn à. À, chú tới da má cháu phải không? Con nít biết gì hả? Đi chỗ khác chơi. Chú không muốn chơi cháu thì thôi, cháu chơi mập mèn. Ê, mày muốn mập mèn hay mèn cả mày? Chơi chơi đi. Trời ơi, nhiều chuyện. Làm dơ áo tao tình. Đẹp trai thiệt. Trời ơi, hết bộ đồ mới rồi. Sao chú nguyên cái áo dữ vậy? Nguyên sao nguyên vậy? Cởi ra rồi ra sau nhà đó bên nhé cháu. Cái gì vậy? Trời ơi, phá quá chị. Trời ơi. Nó té mà nó té kiểu. Tao chưa thấy thằng nhỏ nào quậy bằng mày hết trơn. Tao hứa với mày nha, tao mà lấy má mày xong á hả, đám cưới bữa trước bữa sau mày vô cô như viện liền. Mày còn nhát hả mày? I'm home. Mommy. Ý, Kevin con làm gì con nằm dưới đất vậy? Nó nhảy té anh đỡ vậy. Anh Tân, tới lâu chưa? À không mới tới em. Nè con. Ủa, quà của ai vậy anh? À, quà của em đó. Anh mua gì cho em vậy? À, bóp Chanel. Trời ơi, biết em thích thứ này anh tìm quá trời đó. Cảm ơn. Nhưng mà anh phải chờ kiếm ra chỗ sale mới mua được. À không, tìm ra cái chỗ mà đúng thứ em thích đó. Dạ, ừ, cảm ơn em anh nha. Ừ. Trời ơi, nói nãy giờ quên để ý nữa. Đi đâu mà chuyện đồ láng con vậy? Ôi, cái này bình thường. Đi làm mỗi ngày bận vậy em ơi. Anh nói em nghe. Dạ. À, bữa nay ghé thăm em, với lại sẵn tính rủ em đi chợ Tết. Đi không? Em cảm ơn anh, nhưng mà thôi anh đi mình anh đi nha. Ủa sao vậy? Chờ em chút. Trời ơi con ơi, cái này là đồ Tết. Trời ơi con kỳ quá à. Bây giờ vậy nè, đứng dậy, mấy mi nói nha. Đi vô rửa mặt lại nghe không? Ăn miệng dính tùm lum tùm la hà. Lấy cái nón ha, chuẩn bị áo ấm. Chiều má mi chở đi tới họp mặt cuối năm ở trường Việt ngữ, ok? Dạ. Má mi hôn cái coi. Trường quá, ok, đi vô đi con. Nó mà để tù phê. Không phải anh. Nó. Anh Tân ơi, anh Tân ngồi chơi rồi chút nữa anh Tân đi mình đi nha. Chứ em bây giờ em đang hoàn cảnh em đâu có vui vẻ gì đâu mà đi sắm Tết hả anh? Em ơi, trời đất ơi, anh nói cho em nghe, Tết chức sắp nơi, Tết tới nơi rồi. Năm mới năm me, em cứ nằm nhà im re đâu có được. Đằng nào em cũng ly dị 4 tháng rồi mà. Hả, anh nói làm sao? Ừ. Mới 4 tháng hả? Ừ. Rồi sao em thấy lâu dữ vậy, em tưởng 3-4 năm rồi chứ. Bị gì cô đơn cho em thấy lâu đó. Em phải biết em còn trẻ,
em phải tính chuyện làm lại cuộc đời, bước thêm bước nữa chứ. Có chứ anh, người chứ bộ gỗ đá gì đâu. Thiệt chứ anh hả, thằng chồng em nó vừa nộp đơn ly dị là anh tính chuyện đó rồi. À vậy à. Rồi em nói bác sĩ này luật sư theo đuổi em dữ lắm, nhưng mà em không biết người nào thật sự mang hạnh phúc đến cho em. Anh nói cho em nghe, hoàn cảnh em y chang hoàn cảnh anh nè. Em á bị chồng bỏ tại vì chồng mê gái, còn vợ nó bỏ anh á tại vì nó chê anh xài kẹo. Thôi thì người ta nói là rổ rác cạp lại, góp gạo thổi cơm chung. Em thấy sao? Anh Tân ơi, nhưng mà có chắc là anh mang hạnh phúc tới cho em không? Anh sẽ dùng hết sức tàn này đi cài, lương lãnh được bao nhiêu nộp cho em hết. No, em không cần tiền. Trời đất ơi, anh biết là chồng em á tòa bắt phải là cấp dưỡng 2000 mỗi tháng. Nhưng mà cho dù chồng em không cấp dưỡng á, anh cũng lương anh cũng dư sức mà bảo bọc mẹ con em mà. Em nói tiền đối với em không có quan trọng. Tiền không quan trọng chứ cái gì quan trọng? Tình. Từ sau khi ngày ly dị đó là em không có cần tiền, em chỉ cần tình cảm thôi. Tình cảm hả? Tưởng gì chứ tình cảm thì anh dư, anh nhiều tình lắm em. Trời anh Tân ơi, anh ngồi đàng hoàng anh làm nhột quá. Anh biết không, em tâm sự anh nghe nha. Đời em khổ lắm đó anh. Em đi coi tử vi đó à. Cái thầy nói em là mệnh do chính diệu đó anh à. Cho nên lúc lên lúc xuống. Anh cũng lên xuống dạ. Mỗi ngày. Rồi cái lúc bổng lúc trầm anh à. Dạ. Anh biết không, mới ban đầu em tưởng đời em lên dữ lắm. Mấy năm đầu em đầu tư ở nhà đất đó anh à. Rồi em nói tiền vô nha. Em nên tưởng ấm em hạnh phúc. Vậy đùng một cái chồng em nó có vợ bé anh. Bởi vậy lúc mà đưa ra tòa ly dị đó, trời em khóc hết nước mắt rồi đó. Em tưởng là xui, không ngờ anh trong cái xui nó có cái hên. Vậy em gặp ông luật sư thiệt giỏi anh ơi, bên giật cho em quá nhiều quyền lợi. Nói nào nghe, chồng em nó có lỗi, với lại luật pháp bên này công bằng anh. Ủa à, em với chồng em có tranh chấp tài sản hả? Có. Sao bởi vậy biết? Có chứ, bởi vậy em mới nhờ luật sư. Đây à. Nè anh coi nè, cái căn nhà này nè, ngân hàng định giá là 700 ngàn là của em. 700 ngàn của em? Dạ. Chờ anh chút em. Dạ. Rồi anh thấy không, cái Mercedes đời mới đậu ngoài kia kìa, 83 ngàn cũng là của em. 83 ngàn. Dạ, chồng em mới chạy chiếc xe ben. À. Đó rồi anh coi đó, cái building đó 12 phòng cho mướn ở trên đường Broadway đó, ngân hàng định giá 1.800.000, ổng đòi giữ ok nhưng mà phải đưa em 900 ngàn. 900 ngàn. Dạ. Rồi cái em nói tiền đầu tư cổ phần nè, tiền saving nè, tiền retire nè, ổng chia cho em 300 ngàn. Rồi anh biết làm sao không, lúc mà mới mà biết mà nghi ổng có bồ đó anh. Sao? Trời, em nói vàng bạc nữ trang giấu hết trơn, bây giờ nội cái số hộp xoàn của em không nha là 900 ngàn tiền mặt đó anh. 900 ngàn tiền mặt, tổng cộng là 2.800.000. Dạ. Trời ơi. Mà anh biết làm sao không, cái đó chỉ là phần phân chia tài sản thôi nha à. Còn về tiền bạc đó là phải chu cấp cho Kevin con em là mỗi tháng 2.000 đô. Biết rồi. Còn em là 7.000 đô để xài à. Xong rồi 2.000 đô tiền tập thể dục anh. Ủa, tiền tập thể dục là tiền gì? Tại luật sư của em á, ổng nói vậy nè. Trời ơi, mới trước khi mà lấy chồng đó, người em đâu có phải như vậy đâu. Em nói chắc nịch rồi, thon gọn dữ lắm. Vậy mà anh coi đó, sau 10 năm chung sống mà bị dày dò dữ quá, bây giờ thân thể tàn tạ vậy nè. Cho nên em hỏi anh 2.000 đồng mướn người về nhà tập thể dục đâu có nhiều đâu anh. Trời ơi, đúng là xứ Mỹ. Hồi mới cưới vợ, người anh cũng gọn ghẻ chắc nịch như là người mẫu vậy. Bây giờ anh mập tại vì anh ăn nhiều, chứ đâu phải thì tại vì vợ dày dò đâu. Thì em nói cho anh nghe là tại vì em nói đó là xứ này đó là bảo vệ phụ nữ. Anh Tân, em nói này nữa anh đừng cười em nha. Không cười. Anh phải thương em đó. Thương chứ. Trời ơi, em nói là từ hồi đó giờ em không biết quản lý tiền bạc. Trời tội không. Dạ, credit card còn không biết cài sao đó. Vậy hả? Cái check cũng không biết ký sao nữa anh. Ừ. Tự nhiên đùng một cái có mấy triệu bạc trong tay, em hỏi anh phải làm sao chứ. Anh coi nè, em nói có sách em mắt có chứng luôn á. Anh coi tiền á, tao nói cọc cọc như vậy nè anh. Tao nói em dục tùm lum hết trơn. Tao nói em phòng khách cũng dục nè. Rồi tao nói gara dục luôn nè. Rồi nói nhà bếp dục luôn nè. Tao nói thậm chí ở trong wash room em cũng dục luôn nữa. Ừ. Trời, em choáng váng em không còn biết gì nữa hết trơn anh. Ủa tiền em đâu hết trơn rồi. Ủa tiền em đâu? Vì anh hay lộn, ai đưa anh lấy. Đó em hỏi anh nha. Đêm ngủ phập phòng lo sợ anh. Sợ ăn trộm ăn cướp nó vô nhà. Nó cướp tiền bạc nó đành rồi. Trời ơi, nó cướp thứ khác rồi anh còn chết đời nữa anh. Bởi vậy bây giờ em chỉ ao ước trong nhà em có một người đàn ông để mà em giao hết toàn bộ số tiền này em mới yên tâm. Mấy triệu bạc hả? Ủa gì vậy anh, gì vậy? Không có. Em mới nói gì vậy? Thì em giao hết toàn bộ tiền em mới yên tâm. Trời ơi,
giao anh đi em. Anh có kinh nghiệm gì đầu tư lắm, nếu em tin em, anh thì giao cho anh đi. Lúc này nhiều ông đeo đuổi em dữ lắm. Thương thiệt thì không biết có không, nhưng mà chắc chắn vô đào mỏ anh, tại biết em có tiền. Em nói đúng, đàn ông mà thấy thấy tiền là nhào vô à. Đâu có mấy ai được như anh. Anh là kẻ sống chết vì tình chứ không phải vì tiền. Anh Tân ơi, em bây giờ hoàn toàn là sống như con thôi. Cho nên người đàn ông mà em mơ ước trong cuộc đời tái giá của em đó nha, là phải thương con em, vậy thôi. Trời ơi, đúng anh rồi. Anh thương con nít lắm. Trời ơi, trời xanh anh đã là anh biết thương con nít rồi. Con nít cô di viện đó, anh còn đón về mấy chục đứa nhà nuôi mà. Trời ơi, chưa kể mà mấy đứa mà đuôi mù mà tàn tật anh nuôi hết. Huống chi thằng Kevin là lành lặn, với lại má nó 2.8 triệu. Trời ơi, anh Tân ơi, anh vĩ đại quá, anh cao cả quá. Em may mắn quá em mới gặp anh. Em nói thiệt anh nha, từ khi sau ngày ly dị đó, Kevin của em nó cô đơn lắm, cho nên vì em hứa, người đàn ông nào mà chiều con em, thương con em lấy người đó liền. Lấy anh đi. Chờ gì nữa, em được. Kìa Kevin con, lại đây. Trời ơi, thằng này nó hiền mà ngoan, dễ thương. Ngoan lắm anh. Ủa, sao hồi nãy chú nói chú chỉ thích chơi với người lớn? À không, chú nói là chú thích nuôi con nít thành người lớn. Chứ đâu, chú đâu có nói là không thích nít đâu. Vậy là chú bằng lòng chơi với cháu. Chơi, trời ơi, coi con với con gì mà muốn chơi gì cũng được chân á, muốn chơi sao? Thiệt hả chú? Ừ. Vậy chú làm ngựa cho con cưỡi nha chú. Thôi con ơi, tự nhiên con bắt chú cưỡi ngựa là chú mệt lắm con. Không sao em, thằng này nó nhẹ hều mà, cỡi anh đâu có sao. Chừng nào em cỡi anh mới mệt đó. Trời ơi, anh này kỳ quá. Bây giờ làm ngựa hả con? Dạ. Con, hư bộ đồ của chú hết con ơi. Không sao em ơi, anh nhà có mấy chục bộ rồi. Nhầm nhồi gì. Rồi chơi con. Dễ thương quá. Rồi cháy. Trời, hai chú cháu hợp nhau quá à. Cháy. Vui quá. Trời ơi, ngựa mà sao không hí? Hả? Phải hí hả? Dạ. Trời ơi, thương quá. Hồi đó giờ Kevin mới có người chơi với nó đó. Con nghe không được. Anh mệt không anh? Mệt chứ. Nhưng mà nghĩ tới 2.8 triệu cũng ráng lắm. Bây giờ con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi gì nữa không? Con muốn chơi bắn súng. Bắn súng hả? Được rồi, mày nhớ nha mày. Tao cưới má mà trong tao tính với mày á. Rồi, đâu xong súng đó con. Cái này của chú hả? Của con, cái này của chú. À, ủa súng tôi chút xíu rồi tại. Rồi chơi sao? Quay lưng lại. Bắt lại. Sao mình đưa súng tao không có nước? Hả? Mày muốn chết hả? À! Không, bắn nữa đi con, bắn. Anh ơi, hay là thôi giờ nghỉ đi nghe, anh mệt rồi phải không? Ơi, mà chị em ơi, mà em nghĩ tôi số tiền cũng ráng em ơi. Sao? Bây giờ con muốn chơi cái gì nữa? Con muốn chơi phóng dao. Hả? Cái gì? Trời, sao con lại chơi phóng dao? Mày giờ có muốn dao gì? Dao sắc bánh mì hay là dao phay chặt thịt? Mày mới mắm mày vô lấy. Thôi khỏi em. Trời ơi, súng nước mà nó bắn tôi tả tơi vậy. Dao nó thấm còn gì. Nhắm thành bò tải chanh lắm à.
Thôi khỏi đi, chơi cái khác nhẹ nhẹ dạ. đi con. Thì con muốn mua game. Game hả? Bao nhiêu? Một suy nghĩ hả? 150 chưa tính thuế. Trời ơi. Kevin, nó không có đòi tiền chú, kỳ lắm nữa. Em này sao kỳ quá. Con nít thì phải biết chiều nó chứ. Thôi không biết gì hết trơn á. Tết nhất sắp tới rồi, coi như anh lì xì cho nó luôn đi. Ê, từ con, từ tụi quần tao mày. Mạnh bạo quá. Kevin, nít là phải biết chịu đó em ơi. Đây nè Kevin, lì xì con 200 luôn á. Kevin, cảm ơn chú đi con. Cảm ơn đi con. Cảm ơn chú. Thấy không, vui không? Lại đây chơi, lại đây chú kể chuyện cho nghe nè. Lại trên này, trên này. Ê. À. Hello. Cái gì? Tôi với anh không còn gì để nói với nhau nữa hết trơn. Anh còn muốn cái gì nữa? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không cần phải phone tới đây. Ok, ra tòa, tòa nói rồi. Cầm đi. Mỗi tháng anh chỉ được quyền tới đây thăm Kevin một lần thôi. Nhưng... Dạ... Dạ, dạ sao anh dạ? Sao anh không nói? Dạ... Anh nói là anh vẫn còn thương em với con hả? Dạ, đương nhiên rồi, đương nhiên là em vẫn còn yêu anh mà. Dạ... Hả? Anh nói là anh sẽ quay về với mẹ con em hả? Dạ, dạ. Hả? Ngay đêm giao thừa hả anh? Dạ. Dạ, đâu có ai đâu anh, dạ đâu có đâu. Dạ, thì cũng có mấy thằng cha tới đây dê em, nhưng mà tại vì... Tại biết em có tiền, nó mà em đuổi đi hết trơn rồi, dạ. Ok anh, dạ ok, I love you too. Dạ, anh nói chuyện với Kevin nha, dạ. Nói chuyện với ba con, nói chuyện với ba. Bye ba, ba dĩ, con hạ ba. Con nhớ ba lắm. Dạ. Dạ, đêm giao thừa con gặp lại ba. Ba con về, ba con sắp về. Bạn sống tiếp nha chú. Bắn cái đầu mày á, đi ra chơi. Anh Tân, em sorry anh nha. Tại chồng cũ của em quyết định là trở về với mẹ con em đó. Thôi bây giờ tạm biệt anh, khi nào mà chồng em dở chứng đó thì khi em... Sao nói sớm? Nãy thì bắt tôi làm ngựa kể bà gần chết à. Băng tư hết bộ đồ tá trong đồ của tao à. Bye, bye. Tôi về tay không được. No love là no get. Goodbye single mom. Lại. Đưa đây. Tiền giả đó con đưa chú đi con. Lôi hả Lôi? Tại sao giờ này tao ông tao bà còn chưa lên trình sớ ta? Cái gì? Email với Facebook hả? Ta đã nói rồi, mấy cái nước nghèo thì mình không nói, những cái nước giàu như là Nga, Trung Quốc nè, Mỹ thì phải lên trình. Ừ.
anh nhỉ? Thiên đình mà vắng vẻ thế này. Thế Thiên Sứ với là Ngọc Hoàng đâu rồi? Không lý là đi chơi football. Ta đây nè, Ngọc Hoàng đây nè. Oh, good morning Ngọc Hoàng. How are you? What's up? Khỏe không? Dạ khỏe. American apple. Dạ. Wow, phi thuyền ông lên đây nhanh thiệt à? Dạ, con lên đây từ tuần trước đó Ngọc Hoàng. Nhưng mà con ghé Pasadena coi đại nhạc hội hoa hồng. Nhưng mà con cũng phải ráng thu xếp lên đây để chỉnh sửa cho nó on time. Good good good. Rasita li apni karus. Bam lo li tiu mi kinari koi. Vi ko chi na vi ri ka chi u sa. Na vi so tiu mi kinari koi. Hey! Bầu vừa ra dây, người ta sẽ kêu là dây bầu. Bầu rửa vừa ra bông, người ta sẽ kêu là bông bầu. Bầu nấu xôi, bỏ tôm khô, người ta kêu là canh bầu. Mấy con bụng to, người ta sẽ kêu là bụng bầu. What's up? Good morning, Russo. Good morning. Ngọc Hoàng. Ủa sao giống danh hài Thúy Nga quá vậy? Dạ, Thúy Nga nó xấu hơn con. Dạ, con tên là Thúy, sống ở nước Nga. Con đại diện Táo Nga qua đây trình sớ Ngọc Hoàng ạ. Thúy ở bên Nga? Dạ. Bên Nga giờ này lạnh lắm phải không Thúy? Dạ, lạnh lắm. Tao nói mùa đông ở bên nước Nga, tao nói tuyết nó ngập lên tới... Dạ, không có tới nách. Mà hả, con thì điện nước ga đầy đủ, nên con phục vụ sưởi ấm hết cả mùa đông, thậm chí còn cung cấp qua nước Pháp và các nước châu Âu nữa. Good morning, Rosa, Apple, how you doing? Good, good, thiếu kèn. Thiếu đâu mà thiếu, đưa kèn con cho ba thổi đi. Dạ, không, thiếu kèn là thén kiều đấy. Cái kèn cha này bự cha bá, con thổi chắc con chết rồi. Nói chung là nhìn cái kèn của anh em, xin lỗi em chịu không nổi. Thiếu kèn là thén kiều. Tại vì tiếng Nga hay viết ngược. Nên hãy tiếng Mỹ mà nói lái ngược lại là tiếng Nga. Ngọc Hoàng so smart. Ngọc Hoàng mà. Dạo này anh Obama với Putin còn cãi lộn nữa không? Dạ không có đâu, cãi lộn thôi, cãi thiệt mà. Cái bà này hay thật. Người văn minh người ta không gọi đó là cãi lộn, người ta gọi là hội đàm. Cãi lộn? Hội đàm. Cãi lộn? Hội đàm. Tôi nói là cãi lộn nghe chưa? Tôi nói là cãi lộn, tôi thích cãi lộn. Cái bà này hay thật đấy, mềm mại như thế đấy, cười cười nói như vậy đấy, nhưng mà đêm về là sách hỏa tiễn bắn người ta, phải không Tao Nga? Nè Tí Mạo, em quên lộn, Tao Mỹ. Đừng có vu khống cho người trẻ gian mà nói quan cho người có tội nghe chưa? Ông là Táo Mỹ, ông bự con như vậy á, ông đừng có ăn hiếp đàn bà phụ nữ người Nga chúng tôi. Ở Mỹ đàn ông á, đàn bà là phải lady first đúng không? Đừng có vu khống như vậy nghe chưa? Thôi được rồi. Dạ. Cãi nhau như là cái chợ trời vậy. Ở dưới bắn quả tiện chưa đủ hay sao? Lên đây mà phun bọt phun nước ướt cả trời à? Dạ, con đâu có phun bọt phun nước gì đâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, những giọt nước bọt rơi là những giọt lệ ngọt ngào. Bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiên nên gió đang nghe sao? Dạ, lộn bài rồi bà ơi. Phải không? Lộn hả? Dạ, con biết mà. Ngọc Hoàng ơi, coi chừng Mỹ nhân kế đó, Táo Nga dùng Mỹ nhân kế đó. Mỹ nhân kế à? Dạ. Nhưng ta khoái. Mọi lúc ta vui thì bầu trời sẽ đẹp. Dạ. Những lúc ta buồn thì trời sẽ đổ những cơn mưa. Đúng rồi, người ta có câu trời có lúc nắng lúc mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái nói một là hai. Em Nga nói sao cũng được. Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng, cho con xin phát biểu ạ. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, chứ chốn thiên đình con đề nghị Ngọc Hoàng nên nghiêm chỉnh tí xíu ạ. Cha nội nghiêm chỉnh tùy năm cha nội. Năm nay năm con dê, phải để cho Ngọc Hoàng thả dê, nhe răng dê ra đốt chứ. Nga hiểu ý trời đó. Dạ. Ý trời mà ai dám cãi. Thôi chắc tấu tàu á. Cái này tung chỗ rồi nha. Tàu là tới lời
万岁！啊，China Apple， 你好，你好，我到了。Good morning 啊 ，Good morning 啊 ，Good morning， 你到位啊 ，China Apple， Good morning 啊 ，American Apple， 啊，过来了 ，Russia Apple， 啊 ，Good morning， 啊，你好，你好，你好，你好，có bánh bao không móc cho ăn à？ Có lẽ không có à, cô làm là nhiều lắm, một chút nữa lại à. Vậy hả? À dạ. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại cái bến tre. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cái cầu dừa. Dạ con chào Ngọc Quang. À, táo vàng bạc đá quý đây à. Dạ không, con táo Việt Nam ở Bến Tre. Ôi Ngọc Hoàng quên con rồi hả? Năm ngoái trước khi về con có gửi lại cái phong bao bì dày dày đó Ngọc Hoàng nhớ không? Táo Việt Nam Bến Tre Phạm dạ, Thượng. Dạ con làm gì Phạm Thượng Ngọc Hoàng? Tại sao mi mặc bộ đồ màu vàng đó là của ta mà. Dạ, dạ con xin lỗi Ngọc Hoàng. Dưới đó nhà con không có cái gì hết đó Ngọc Hoàng. Chỉ có hộp xoàng với là vàng thôi à. Mà có nhiêu con quất lên hết trên đây đó. Nhưng mà lên đây con mới dám bận á. Chứ ở dưới đó trời ơi chắc nó chém con ra ngàn mảnh. Nó cướp sắt mà nó cướp cổ nữa. Không cảm, không cảm. Dạ, ô dạ chào anh hai. Chào cái gì chứ, dạ. Mình đi chung mà. Dạ, ô chào chị ba. Dạ. Chị Nga nha, chị Nga. Ờ dạ chị nghe. Ô anh Tâm đâu? Ok xa lén. Ok ok. Dạ okay, okay. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ năm nay con cũng có cái gói vuông vuông con tặng Ngọc Hoàng. Vàng. Dạ cái vỏ ngoài bọc vàng thôi. Chứ trong là mứt dừa. Đặc sản của Bến Tre mà. Dạ con nạo cả đêm mới được một gói đó. Dạ. Trời ơi. Tôi nói không phải chứ tôi vừa nhìn cái hàm răng của ông tôi biết ông là người Bến Tre rồi. Ủa đại gia mà tặng mứt dừa vậy thôi đó hả? À, cái lòng vậy thôi. Mà nạo cả đêm được có gói vậy thôi đó hả? Dạ có gói à. Cũng may à, ông mà nạo nguyên ngày không biết cái răng ông đưa ra tới đâu à. Tôi nói cái thằng cha này là hối lộ chuyên nghiệp rồi. Với Ngọc Hoàng mà còn hối lộ rồi đấy không? Trời cái này tết nhất tận tặng cho Ngọc Hoàng vui mà. Dạ Ngọc Hoàng vui nhận đi Ngọc Hoàng. Thôi được rồi. Dạ. Táo Việt Nam lên đây bằng phương tiện gì? Dạ, dạ con đi có gian chung với anh Táo Tàu. À, vậy mà tôi tưởng đi bộ chứ. Dạ không có, đây là đại ca của con. Chứ còn nước con làm gì có phi thuyền mà bay. À. Dạ, nhà nước cũng có kế hoạch là sẽ chế phi thuyền. Nhưng mà nghe đồn đâu tới 3,000 mới chế xong. Ôi, ôi mèn ơi. Dạo này ta nhìn thấy nước Việt Nam cũng giàu có lắm à. Dạ đúng. Rất là nhiều đại gia nè. Dạ đại gia cũng có mà đại bác nó cũng nhiều. Dạ nó nổ không à Ngọc Hoàng. À, nhưng mà ta thấy là có nhiều massage nè. Dạ. Nhiều sauna nè. Dạ. Nhiều quán bar, nhất là nhiều quán nhậu nữa. Trời ơi. Nói cái vụ ăn nhậu là tao nói không ai bằng Việt Nam mình, nó số 1. Trời ơi. Tao nói đẳng cấp quốc tế. Cái số lượng mà bia tiêu thụ bia rượu đó Ngọc Hoàng là đứng nhất đó Ngọc Hoàng à. Mới đây đi Vịt Bắc Cam còn phải vô bán rượu nữa đó Ngọc Hoàng. Cha này vô duyên chưa từng thấy. Tưởng khoe cái gì thành tích ăn nhậu bia rượu đứng số 1 thế giới. Dạ. Nghe tôi khoe này. Khoe gì anh? Hương Ngọc Hoàng con bỏ thuốc lá 3 năm rồi đó. Trời, trời ơi cha Táo Mỹ này chắc họ lãng tên ngách nè. Nó bị liên rồi. Nó liên quan gì trơn à. Ờ chẳng liên quan gì hết, nó bị liên rồi. Nhưng mà dạ. Dạo này ta thấy Việt Nam cũng đang nhiều công trình đang xây dựng lắm à. Dạ đúng luôn. Trời ơi Việt Nam mình xây dựng nó cũng có mà xây cất nó cũng nhiều. Dạ. Nói bậy nữa, xây dựng với xây cất thì nó được xem thôi. What a different. Khác hẳn. Khác sao nào? Trời anh nghĩ coi, bây giờ mình xây dựng thuần tí thì lấy cái gì mà ăn nổi. Mình là phải sao? Xây cất nó mới đọc. Là sao? Nghĩa là mình xây phân nửa cái mình cất phân nửa. Cái mình xây phân nửa cái mình cất cho tối phân nửa. Trời ơi, mới có cái để ăn. Trời ơi. À, tôi hiểu rồi. Vậy là nhiêu nước mà viện trợ về là coi như ông xây nữa, ông cất vô nữa đó phải không? Kê lo không biết chừng á, tùy theo nước nào cho nhiều thì nó cất nhiều á. Dạ, 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 dạ. Thôi, cái dạ. Đó nó đã show trên computer của trời hết rồi. Có hả Ngọc Hoàng? Có hả Ngọc Hoàng? Cái computer ở lâu vậy? Ngọc Hoàng? Dạ, đâu đâu Ngọc Hoàng? Computer trời mà mắt phàm các ngươi làm sao thấy được? À, bởi computer, vì, bởi vì nó gọi là thiên cơ. Thiên là trời, cơ là mái. Nên ta mới có câu thiên cơ bất khả lão à. Nè nè nè.
thiên cơ bất khả lậu á. Ý của ông nói bây giờ coi như là máy của nhà trời là mình không có bán in bán lậu được đó. Yes. Bây giờ mình tính chuyện bán lậu á. Nè, sao con người của ông á lúc nào cũng nghĩ chuyện bán chui bán lậu vậy? À, bày quá. Mai mốt mà có bán chui bán lậu á. Dạ. Rủ tôi hợp tác với nhau. Con lạy hai ông bà thôi. Dạ. Mấy của chơi là tối tân lắm. Ừ. Đúng không? Nói là high technology mà là. Ây da, cái gì lị lôi tôi tầng chứ. Lị biểu nó lưu cho ngộ đi. Một tháng sau à, à mà không à, một bữa ngộ, một mà ngộ có cái hàng nhái y chang vậy. À. Mà phải cho ngộ để cái chữ Made in China giống vậy ngộ mới chịu. Vi phạm tác quyền. Cái này là vi phạm tác quyền. Ây, tác phạm, vi phạm tác quyền gì chứ. Ngộ là thiên tử, là con của trời. Trời cho, không có tính tiền tác quyền á. Thôi, ngươi đừng có hòng. Trời đã bắn cái cô trời vô đó rồi. Cái cốt trời đó, không có lậu được đâu. Ây da, ngộ bó tay à, ngộ thua ông trời rồi. Ngọc Hoàng hay quá, năm mà quanh là Ngọc Hoàng. Yeah. Trời mà làm sao thua đất được. Không phục, không phục. Thôi, hết giờ rồi, chỉnh sớ lên đi. Dạ, 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 dạ. Chỉnh sớ vậy. Ê, không, tôi tới trước à. Ta kinh bẩm em bà dành nữa là kinh bẩm Ngọc Hoàng nước á, Mỹ mùa màng cũng tương đối khá, nhân tình khỏe quá, khắp các tiểu bang buôn bán làm ăn có nhiều thuận lợi, vừa vào bảo hiểm Obamacare, dân nghèo khỏe re hưởng nhiều benefit, từ đứa con nít cho đến cụ già, tiền khỏi đóng ra mà còn được lại. Nhà giàu thương mại thì lại chán vèo, không hưởng đồng nào, thuế cao nhiều chỗ, chính phủ bù lỗ những khoản chống cho, vì vậy còn lo vấn đề quân sự, lính Mỹ tham dự đánh trận miền xa, dẹp loạn quân ma quốc gia Hồi giáo, quốc hội nhốn nháo ngân sách đột dần, phải vướng nợ nần của anh tao chết. Hay giờ phải rồi. Hey. Tao Nga cũng mệt là gì, chính phủ mình thay đổi linh tình, dân tình khốn khổ Âu Châu nhiều chỗ, thái độ bất hòa, quốc hội rầy rà, bu tinh thao túng chia quyền, manh mút để dễ ra ngoài, kiểm soát trong ngoài, giật dây chính trị, muốn làm anh chị các nước Đông Âu, vũ khí làm giàu ai mua thì Nga bán, Urai mua đạn quả tiễn phòng không, nước nào đụng ông là ông bắn chết. Bắn chết. Hay da. Bắn chết. Bắn chết. Hay da. Cái lý này lúc nào cũng lúc nào cũng muốn bắn hết trơn à. Để tới ngủ à. Tới ngủ. Bắn giả mà chết cái gì chứ. Tới phiên tao trẻ tà kinh la bẩm Ngọc Hoàng, lầu lâm dương lệch la ngày tam thăng bà mây bài Malaysia ba con số 7 239 hành khách A Châu, không biết bay lâu mà bay mất dạng, khiên can lưu các bạn phải ra sức đi tìm, nhưng vẫn im lìm mà chìm trong tuyệt vọng à. Dạ 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 dạ, nước Việt Nam con cũng bỏ cả bạc tỷ ra phụ đi kiếm đó Ngọc Hoàng. Thế à, dạ dạ, dạ à. Xin nhân tấu à. Trời ơi sợ tao nói... luôn về mà nhỏ xíu mà dài thòn vậy chứ. À, dạ. Sao của ông dài quá vậy ông? Dạ nhỏ mà nó có vỏ. Dạ con xin dân sớ à. Dạ chuyện buồn Hàn Quốc ở trên một chuyến phà, cha mẹ ông bà cho con đi nghỉ mát, học sinh ngơ ngác tới đảo Chi Chu, tàu chạy êm ru trên vùng biển rộng, bỗng nhiên biến động đụng phải đá ngầm, trời đất tối sầm mà phà chìm mà nguy khốn, 13, 14 tuổi nhỏ Quảng Kinh, máy gọi truyền tin khẩn trương cấp cứu, trở tay không kịp nước cuốn phà chìm, người chết khó tìm mà nhiều không kể xiết. Cái gì lý cười á? Ê anh Tám Cậu, cái đằng giá này vô duyên lớn luôn. Anh sao đó, cái chuyện nước ông cùng đi báo cáo ông mang chuyện Hàn Quốc hành động ra đây ông báo làm cái gì? Anh ấy đang ngộ nha. Bây giờ Việt Nam tôi theo thích theo cái phong cách Hàn Quốc, đúng không? Tụi tôi thích ăn Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, để tóc Hàn Quốc, coi phim Hàn Quốc, nói chung là tụi tôi thích quốc rồi Hàn, Hàn rồi quốc. Nói chung không biết như thế nào là Hàn Quốc, chứ tôi thấy nhìn ông là tôi thấy ông giống Hàn gió đá lắm.
Bây giờ Ngọc Hoàng ơi, bây giờ cái người Việt Nam này không có còn coi phim Tàu nữa, nó bỏ phim Tàu của Ngộ rồi, nó coi phim Hàn Quốc thôi. Không nói chung là tôi thấy là người Việt Nam nhiều chuyện quá, nói chuyện không liên quan gì nước mình hết trơn. Em xin lỗi, em nhiều chuyện. Dạ dạ, em không nói chuyện Hàn Quốc nữa, em nói chuyện Việt Nam của em được không? Dạ dạ, chuyện Việt Nam đây. Dạ, tới chuyện Việt Nam, ông Tập Cận Bình. Hay ông Tập Cận Bình là của Ngộ mà, sếp của Ngộ mà. Nhưng mà nó có liên quan đến nước em. Vậy hả? Lôi cho đi. Em nói được không? Lôi đi. Anh ai kỳ quá à. Dạ, ông Tập à, Cận Bình đầu hè tháng 7, ngứa mình ngứa mẩy đẩy những vàng khoan, sắp lớp văn hàng biển đông mà dậy sóng, với nhiều tham vọng chiếm hoàng trường xa, lưỡi bò đưa ra Việt Nam em lo sợ, lên tiếng la làng, Trung Quốc ngang tàn dở trò xâm lấn. Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng. Sự cái gì chứ? Cái liền Ngộ nói cho liền nghe là cái gì có cái chữ Sa đó là của Trung Cộng hết hả? Bây giờ Trường Sa là Hoàng Sa là Cần Sa là Ngộ lộn, không phải Cần Sa là của ông Lầy. Cái gì vậy? Rồi cái Sơn Sa là Lục Tàu Sa là Hằng Hà Sa là bay đó, bay Hằng Hà Sa là của anh đâu ông nội. Ngộ lộn nữa. Anh nói thôi, nữa chắc em lấy cà sa muốn cho anh luôn quá. Không phải, hột vịt hột ngà còn lộn huống chi Ngộ đấy. Nhưng mà Hoàng Sa với Trường Sa có cái bản thương mại lằng vàng mà. Biết đâu giấy đó là giấy giả ông nội. Bây giờ cái gì mà ông nội không làm giả đâu, nói tôi nghe. Ai da, lị chọt Ngộ hoài á. Không, nhưng mà em thấy anh chọt đúng. Luôn cái gì chứ? Anh chọt đúng, em nói cái này nè. Cái giấy thỏa thuận đó đó, đâu có ai kiểm chứng đâu, đúng không? Yes. Bây giờ mấy ông cho nội cho na là coi như ông giả hết. Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, hủ tiếu ông cũng giả nè, mì giả nè, gạo giả nè, trứng giả nè, thiếu điều táo cũng giả luôn nữa. Cái này táo thiệt à, không phải táo giả à. Dạ. Có chức phận lằng hoàng á. Không, anh là thiệt, nhưng mà apple của anh là giả. Táo của anh làm giả. Nè, Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, thức ăn nè, ổng bỏ đồ ba cái thực phẩm đồ vô trong đó. Rồi Ngọc Hoàng nghĩ coi, rau cải mới có trồng hôm qua, cái hôm nay ổng đem ra ổng bán liền à. Hay à, lý gì lý hỏi mấy cái lứa hải quan của lì chứ. Tại Ngộ cho tiền nó mở cửa cho Ngộ vô mà, chứ đâu phải vô phi đâu. Nhưng mà ba cũng phải nghĩ đến sinh mạng con người chứ ba. Ôi nói gì nói chứ, tôi thấy cũng lỗi tại ông Việt Nam là thích mua rẻ. Trời ơi, sao mà năm nào sớ cũng buồn hết trời. Ta biết phải làm sao cho nhân loại bớt kêu trời. Đau xót lòng ta chẳng nói được nên lời. Ông trời ơi, coi cái gì mà lôi cả thế giới này à, lang ý sợ chạy la. Táo đầu mà đứng à, có ba hoa, hoa kỳ không sợ đứng ra giải hòa. Tên kiều anh Mỹ của em, cho em nấp bóng đi về bình yên. Ây da. Dạ, cho em nấp bóng đi đây, đại ca. Dạ. Không phải khen chứ, tôi thấy bốn ông ca cải lương á, là tôi thấy ba ông này á, là ca được nè. Riêng cha này đứng theo ngành cải lương nha. Ông ca tới đâu là người ta ném đá tới đó đó. Trời ơi, cái giọng gì mà đi đòi đi thi Vista vô trung tâm với Nga ca với Hương Thủy. Gan thiệt à. Còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi. Dạ con. Trời ơi. Lừa dành thôi. Nữa, để tôi báo cáo nhiều quá nè. Thế giới khổ vì dịch bệnh Ebola là nhiễm lan xa chết người vô hạn. Có cô họ Phạm tên gọi Nina nhiễm bệnh Ebola vì cô là y tá, bác sĩ thường qua bệnh viện Maryland, chữa trị thuốc men giúp cô lành bệnh. Obama cho lệnh rước tới White House, tình cảm dạt dào ôm hôn quý mến. Nhưng vui thì ít, ra nạn khổ thì nhiều, gì trên thế giới còn lắm thiên tai, động đất sóng thần bão giông lửa cháy. Ngọc Hoàng xem xét giảm bớt cho con nhờ nạn đói nạn nghèo còn tràn lan thế giới. Tại vì kiếp trước phá rừng xuất biển, thử bom nguyên tử nên bây giờ ta không thể cứu được nữa, hậu quả phải đành thôi.
Trời không cứu nổi. Ý của Ngọc Hoàng nói bây giờ là con người của mình là phải biết lo tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì con nói thiệt với Ngọc Hoàng, dân Việt Nam con bây giờ làm phước làm thiện dữ lắm đó Ngọc Hoàng. Bây giờ ta có tiền là người ta cất tiền. Không, dạ có tiền là mình cất chùa. Trời ơi, tao nói tuần nào cũng văn nghệ gây quỹ xây chùa, anh em ca nghệ sĩ con đi hát mà mệt nghỉ luôn vậy đó. Rồi con hứa với Ngọc Hoàng bây giờ coi như là mình phải tu ta bớt cái tánh tham, đúng không Ngọc Hoàng? Đúng. Dạ, bỏ cái tánh tham. Bây giờ tới ngộ là tới ngộ còn một chỗ là còn ngộ tâu tiếp đó là dạ bẩm Ngọc Hoàng, có nước Ukraine mua quả chiến băng máy bay dân sự băng chẳng thương tình người dân vô tội, thế giới nghi tình anh Nga xuôi bậy. Ai, xin đừng nói vậy, chưa biết thật hư. Nga vốn vô tư, Nga không có tội. Quả tiễn Nga bán ai bắn mặt ai, Nga vẫn giả mai đứng ngoài pháp luật. Còn cái chuyện giang Hồng Kông thì sao? Hồng Kông biểu tình loài tự do bầu cử, Bắc Kinh cự lự làng ấp nhân quyền. Có một sinh viên lầy lòng nhiệt huyết lưng lên lãnh lậu với trẻ Hồng Kông. Chàng vua so quân kết ta loạn tranh lông, cả chục ngàn người lông quá trời lông. Ông ơi ông đọc là đông quá trời đông, ông đừng có nói lông quá trời lông. Thì ngộ nói đông quá trời lông, thì ngộ nói lông quá trời lông, tại cái giọng ngộ vậy mà. Thôi thôi được rồi, để tôi làm cú này nữa nè. Bầu cử nước Mỹ dân biểu tiểu bang, người Việt hải ngoại cũng thật là vẻ vang. Sánh bước hiên ngang vào đường chính trị, có rất nhiều vị đắc cử rình rang. Nghị sĩ liên bang hàng đầu dân biểu, đó là dấu hiệu sức mạnh cộng đồng, người Việt một lòng thương yêu đoàn kết. Như vậy thì tới phiên Ngọc Hoàng, ta cũng có sớ cho các ngươi. Trời ơi, sớ Ngọc Hoàng hú hồn. Ngọc Hoàng mà, các táo nghe tao nói nè. Dạ. Tao Mỹ, tao Nga, tao Tàu, tao Việt. Dạ. Đừng nên phân biệt chủng tộc màu da, nhân loại một nhà cùng nhau hòa hợp. Đừng nên xung đột gây hấn chiến tranh, chứ có giật giành chủ quyền nước khác. Hãy nên bảo vệ thế giới tự do, nước no ấm dân tình ấm no. Dạ con xin thưa dạ, hết năm giáp ngọ ất mùi lại sang, kính chúc Ngọc Đế long thể an khang. Trời đẹp vẻ vang bao trời mà vũ trụ, hoa sừng hé nụ Tết đã đến mừng vui. Con mừng tuổi mẹ chúc Tết ông bà, tuổi trẻ tài hoa học sinh lỗi lạc, đỗ đạt thành danh lộc mới nên cành đón chờ tiến sĩ. Ai chúc cho thế giới vạn sự bình an, kinh tế huy hoàng muôn nhà no ấm. Thôi đến giờ tao thần dũng lùi, Ngọc Hoàng hướng xuân tràn ý xuân. Mời táo thần lên đường bình an, ta cùng đón xuân nha. Ngọc Hoàng vui đất trời xinh tươi, muôn lá hoa sắc hương rạng ngời. Lạy trời ban đức ân thiên hoàng, cho thế gian sống trong thanh nhàn. Thần cầu chúc năm mới dễ dàng, lòng cầu chúc.